Ok, những người nào mà thường đi câu cá offshore thì nhìn sơ mấy cái món ingredient này là chắc phải đoán biết được mình làm món gì. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn mình làm món ceviche. Ok, cái món này là nguồn gốc từ Peru. Thì người Peru ngày xưa người ta trộn cái này giống như là gỏi cá người Việt Nam mình gọi tái tái chanh vậy đó. Thì không có công thức nào riêng biệt cho cái món này. Thật sự ra mình chọn tất cả những cái loại rau củ mình muốn mình trộn chung với cá tái chanh là cái món ceviche này. Thì hôm nay mình có bell pepper ba màu nha. Avocado, jalapenos, xoài, hành tím, cilantro. Mình add thêm tôm tại vì nó sẽ tạo cho cái texture của cái món này rất là ngon nếu mà có thêm tôm trộn với cá. Đây là cá red snapper. Thì mình đã tái chanh 2 tiếng đồng hồ. Cất trong tủ lạnh, bây giờ mình vắt hết cái chanh ra. À, rồi mình trộn chung với cái sốt này là mình ta có thể trộn hoặc không trộn picante, nhưng mà mình trộn picante hoặc là có loại sốt khác như là sò xà hoặc là sốt gì nữa ta, có cái sốt gọi là cocktail sốt. Ok, nhưng mà mình thường xài picante. Còn muối thì mình xài muối hay là muối này là pink pink salt với pepper. Ok, thì cái này đơn giản lắm. Việc đầu tiên là bạn phải trộn cá, ok, và tôm together, tôm với cá cho nó đều với nhau cái đã. À, nó cũng simple lắm, không có gì khó. Rồi sau khi cá này đã tái chanh 2 tiếng đồng hồ ra chín rồi, ok, thì mình mới cho chút xíu salt. Thì cái này là Himalayan salt, nó gọi là pink salt, nó cũng không có mặn lắm. Nhưng mà được cái nó ép cho cái cá đừng có bị quá chua, tại vì mình đang tái với chanh này thì chanh nó cũng rút vô rồi. Đó. Mình ép thêm chút xíu tiêu cho beginning đi, nhưng mà sau này mình sẽ bỏ thêm tiêu nữa. Đó, cho nó thơm. Cái món này là không thể thiếu tiêu, sốt với cilantro. Đó. Bây giờ bắt đầu mình bỏ tất cả các loại rau củ vô, đây là bell pepper. Cái phần này là một con cá red snapper khoảng chừng 8 pound mình filet ra. Đó. Cái này là jalapeno cho nó cay cay, nếu mà không ăn cay thì đừng có bỏ này vô. Cái này là bell pepper luôn. Đó. Hôm nay mình đi party weekend nên mình phải làm món ăn nhậu tiếp. Này là onion. Onion thì mình thích xài hành đỏ hơn, tại vì hành tím hơn thì cái củ hành này nó ngọt mà nó không có hăng. Cái này á là avocado là bơ là trộn sau cùng nha, bởi vì bơ nó rất là mềm, nó dễ bể lắm, nên mình prefer là trộn bơ sau cùng. Còn đây là xoài. Ok, xoài thì khi mà mình ăn á là mình sẽ có cái flavor ngọt ngọt của cái loại ớt, thơm của loại ớt, cay của jalapeno, chua chua ngọt ngọt của xoài, hăng hăng của hành. Đó, mình trộn tất cả cái này lên cho đều, nhớ là đừng có trộn avocado vô chung, tại vì avocado mà trộn bây giờ là nó bể tan nát ra hết. Avocado là mình để lên cuối cùng là đã xịt. Ok, make sure là phải trộn dry cho nó đều cái đã. Mình phải make sure là mình trộn cá với, thì mình trộn rất là nhiều rau củ vô đây nên khi mà mình chưa có bỏ picante nó rất là dễ trộn cho đều. Thì một khi mình bỏ cái picante sauce vô rồi là coi như là nó rất là sạch. Có người thì thích ăn dry như vậy, nhưng mà mình thì mình thích ăn nó có một cái base tomato. Picante thì nó more tomato hơn, với nó phai sót hơn là sosa với picante là thực sự là giống nhau, nhưng mà nó khác là cái kia nó nhiều, cái này nó mịn hơn. Rồi bây giờ sau khi xong rồi đó, mình trộn tại khá là đều mọi thứ với nhau, mình sẽ cho picante. Ok, đừng lắc nữa. Mình thích ăn cay nên yêu mình củ sốt thì mình cũng mua cái loại mà medium spicy. Đó. Đừng cho quá nhiều, tại vì mình chỉ cần muốn cái sốt này nó làm cho mọi thứ nó blend với nhau thôi. Nhiều quá nó become watery là cũng không có ngon nữa. Cái lý do mà mình cắt mọi thứ hộp hộp lượng này nhỏ là bởi vì mình sẽ ăn với cái tortilla scoop, nên mình cắt lớn quá thì mình sẽ không có múc được mọi thứ trên đây. Mình try to múc mọi thứ trên đây nên mình cắt nó nhỏ nhỏ chút thì nó dễ, thì khi mình cắn vô nó có nhiều cái flavor trong đó. 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 Thì mình cho cái nó không có thật sự là cái món này nó không có cái recipe nào nhất định nữa đó. Mình trộn cái gì mình thích ăn theo ý của mình. Nhưng đại khái là một món gỏi cá, gỏi seafood của người Peru thôi.
Đó, hồi xưa nó của người Peru, sau đó nó lan qua tới Mexico, Nam Mỹ rồi toàn thế giới. Hầu như nhà hàng seafood nào người ta cũng có món này, một là shrimp, hai là cá. Đó, thì mình thấy cái này là vừa nè, đó nó sệt sệt thôi, nó đừng có chút xíu nữa đi. Đừng có quá nhiều là được rồi, tại vì nhiều quá mà khi mình đổ nhiều quá mà bắt đầu nó nước nhiều quá là rất là khó múc. Mình cái muỗng mình múc nó lên bánh tráng mình ăn. Đó, nó vừa tới. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm tiêu. Thấy không? Tiêu. Đã thêm chút xíu muối đi, muối này, muối thiên sốt này nó không có quá mặn nên nó cũng không sao cả. Bây giờ mình bỏ cilantro vô. Cilantro này nó thơm nha. Nói chung là mấy món nào mà có mấy cái flavor này là bỏ cilantro thì nó thơm, nó giúp cho thơm hơn. À, thấy ngon chưa? Quá tuyệt vời phải không? Ai mà mời mình đi ăn nhậu là lúc nào mình cũng phải chế một cái món nào đó độc độc mình đem qua mình nhậu chung. Đó, bây giờ đây. Avocado. Avocado này nó mềm lắm, thực sự ra mình cũng không tránh khỏi cái vấn đề mà nó bể đâu. Nhưng mà at least là mình tránh trộn nó nhiều. Đó, thì mình cũng ở đây cũng sáng sáng nó ra, nó cũng nát nát chứ không thể nào không nát được, nhưng mà nó đỡ mình cũng còn thấy cái chân của nó. Đó. Thêm gì nữa, mình chơi tới ba trái avocado lên. Nhiều avocado thì ngon nhưng mà nhiều quá nó nát lắm nên mình cũng vừa vừa thôi. Nhưng mà tùy bạn thích ăn avocado thì cứ cho nhiều, mình thì cho nó đều với nhau thôi. Đó, vậy các bạn thấy không, nó rất là thơm, nó thơm đủ thứ mùi của bell pepper, mùi hăng hăng của hành, mùi chua chua của cái lem mà mình đã dắt vô cái con cá, rồi mùi sốt Conte. Đó. Đây, xin giới thiệu các bạn món ceviche của Andy. Okay. Nếu mà ai thích làm món này, mình biết cá này là cá red snapper, thì cá thì cá nào cũng được, nhưng mà red snapper thì nó rất là dễ làm gỏi, vì thịt nó giòn, khi mình làm tái chanh nó giòn, nó không có quá mềm, thì trộn nó không có nát. Đó. Ví như lá thinh, một miếng tiêu lên nữa, rồi xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.